Nghe vậy, Hàn Phong nhẹ gật đầu, nói ra, há, ta đã hiểu, trong khoảng thời gian này ngươi xác thực không thể tới tìm ta. Đúng vậy à, ta vốn là dự định hai năm trước thì tới tìm ngươi, kết quả cái này điều lông. Lâm triệt vỗ vỗ tần lang bả vai, nói ra, hắn nhất định để ta cùng hắn cùng đi yêu hoàng đại lục, hắn nói bên kia yêu thú nhiều, đủ loại đều có, bảo quản ăn đầy đủ, ta suy nghĩ trễ giờ thì trễ giờ đi. Thì cùng hắn cùng đi, vừa mới bắt đầu tiểu tử này vẫn là tìm nhỏ yếu yêu thú ăn, nhưng lại tại mấy tháng trước. Hai chúng ta gặp phải một cái thụ thương Phượng Hoàng, nhân ra đang ngủ liệu thương đâu, ta nói cái kia Phượng Hoàng rất mạnh, chớ trêu chọc. Tiểu tử này ngược lại tốt, vọt thẳng đi qua, cắn một cái tại nhân ra trên đùi, nói là muốn ăn đùi gà nướng. Kết quả có thể nghĩ, chúng ta bị cái kia Phượng Hoàng truy sát ba tháng, thật vất vả mới ngụy trang một phen, trốn ra yêu hoàng đại lục. Ta suy nghĩ không thể kéo dài được nữa, liền đi hàn ra tìm ngươi, có thể bá phụ nói ngươi tại thiên tinh đại lục, ta thì tới nơi này, nghe ngóng lấy tìm tới ngươi. Thì ra là thế. Hàn Phong gật đầu. Cái kia ngay tại gặm hư không cự thú thịt tần lang, bỗng nhiên hử lạnh nói. Chờ ta lại mạnh hơn một chút, nhất định phải đi tìm nói bừa kim phượng cái kia tiểu nương mô nhi tính sổ sách, nhất định phải ăn nàng một cái bắp đùi. Bất quá ăn phượng hoàng không có gì tài ba, ta trung cực mộng tưởng là làm một con rồng nướng lên ăn. Người xưa có câu tốt, trên trời thịt rồng lòng đất thịt lừa, thịt lừa ta ăn rồi, cái này thịt rồng. Hắn còn nói còn chưa dứt lời, trước mặt cô gái tóc trắng kia, liền đằng đằng sát khí đứng người lên, xuất ra một thanh màu trắng kiếm, chỉ hướng hắn. Thế nào đây là? Lâm triệt cùng tần lang mê mang nói. Hàn Phong hòa giải nói, vị huynh đệ kia chớ nói lung tung, đây là ta đạo lữ. Nàng cũng là đầu rồng, thân thân tỷ ngươi cũng đừng nóng giận, hắn là cử chỉ vô tâm. Tần lang nghe vậy, lúng túng cười, nói ra, không có ý tứ A à phu nhân, ta không biết ngươi là long về sau ta nói chuyện chú ý đến mời ngươi ăn thịt nướng ngao thần đánh giá một chút chính mình xác suất lớn đánh bất quá trước mắt hai người kia hảo hán không ăn thịt thòi trước mắt sau đó nói ra ừm đều là chuyện nhỏ lâm triệt cắt bỏ một điều nhỏ hư không cự thú thịt nướng đưa cho hàn phong nói ra ngươi một ngày nhiều nhất ăn nhiều như vậy lại nhiều thì không luyện hóa được dù sao cũng là chân tiên cảnh cự thú bên trong huyết nhục tinh hoa cùng tiên lực ăn nhiều hơn có thể đem ngươi cho ăn bể bụng được, cảm ơn. Ngươi khách khí với ta cái điều lông, ngươi quên ta hai giờ đợi so với ai khác nước tiểu cao. Lâm Triệt cười mở cười một tiếng. Hàn Phong nghe nói như thế, hồi tưởng lại ban đầu ở mân quốc âm dương tông thời điểm, vừa đi làm tạp dịch, cùng vương miện nhận biết thời điểm mới 13 tuổi. Khi đó hai tiểu hài nhi cũng không có gì chơi, thì so với ai khác nước tiểu cao. Ai, nhớ năm đó, ngược nước tiểu ba trượng à. Ngo thần cũng cầm lấy một khối yêu thú huyết nhục, tinh tế phân tích. Hàn Phong cười nói, "Nói đến cha mẹ ta cũng thật sự là không dễ dàng à, mỗi một thế đều đem ta nuôi lớn, còn đem Tuyết Nhi nuôi lớn, còn có tiểu hồ ly, Vệ Phong còn có ngươi, nhà chúng ta thành chuyên môn dưỡng tiểu hài tử. Ha ha ha, bá phụ bá mẫu nuôi trẻ kinh nghiệm phong phú nha." Lâm Triệt cười một tiếng, bỗng nhiên nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ lúc trước hai ta khẩu hiệu sao?" Hàn Phong lắc đầu, "Ta liền ngươi đều không nhớ rõ, phía trên nào còn nhớ cái gì khẩu hiệu à?" Lâm Triệt bỗng nhiên mười phần bỉ ổi cười, nói ra, nhớ kỹ chúng ta khẩu hiệu, không phao nhân ngư, thề không bỏ qua. Đời này, nhất định muốn phao một đầu nhân ngư chơi đùa. a à, Hàn Phong trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Triệt. Lâm Triệt nói tiếp, ngươi không biết, cái kia ngươi cho rằng hai ta khi đó đi nhân ngư tộc là làm gì. Không phải liền là muốn tìm cái nhân ngư tức phụ nha. Nhân ngư tộc ái tình là lớn nhất trung trinh không hài lòng, trong lúc các nàng yêu mến một người về sau đời này cũng sẽ không lại thay đổi cho dù là bị mất ký ức cho dù là quên đi hết thảy nàng cũng sẽ một lần nữa lại yêu mến người kia cho dù là cách nhau chân trời góc biển cho dù là thiên nhân vĩnh cách các nàng cũng sẽ vĩnh viễn yêu đối phương nói đến đây hàn phong trong lòng hơi động đoá đoá đã từng yêu mến qua hắn sau đó bị mất ký ức hiện tại giống như lại bắt đầu chậm rãi thích hắn chẳng lẽ cái này là nhân ngư tộc chạy không thoát số mệnh sao đã định trước vĩnh viễn một đời một kiếp chỉ có thể yêu một người nhân ngư tộc nước mắt cũng là tốt nhất bảo vật không chỉ có tượng trưng cho thuần khiết nhất mỹ hảo ái tình còn có thể chữa khỏi trăm bệnh khiến người ta quay về thanh xuân kéo dài tuổi thọ bất quá ta muốn là tìm cái nhân ngư tức phụ nói cái gì cũng không nỡ để cho nàng rơi lệ đáng tiếc à ta mỗi lần đi nhân ngư tộc đều sẽ bị bọn hắn đánh ra đến nói ta không có lòng tốt bất quá không nóng này từ từ sẽ đến đời ta nhất định muốn cưới một cái nhân ngư tộc tức phụ ngươi cũng là à không có ý tứ quên ngươi đạo lữ ở bên người tẩu tử chớ để ý à ta chính là đùa giỡn hai chúng ta nói đùa quen thuộc ta tự phạt ba chén nói chuyện lâm triệt vừa hung ác uống một hớp rượu lớn ngao thần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hàn phong liếc một chút nói ra ta mới sẽ không để ý đâu hắn tìm bao nhiêu đạo lữ ta cũng sẽ không để ý ha ha tẩu tử ngươi người thật là tốt tương lai ta tìm vợ cũng phải tìm ngươi đại độ như vậy lâm triệt cười hàn phong nói ra lâm triệt nói chính sự đi lần này hư không loại quỷ dị ngươi biết làm như thế nào tiêu diệt sao có biện pháp gì hay không quỷ dị ta không biết à ta lại không có gì đối chiến quỷ dị kinh nghiệm là cái gì để ngươi cảm thấy ta sẽ giết quỷ dị đâu nghe vậy hàn phong ngón tay hướng sau lưng trận pháp phía ngoài hồ du tử nói ra ta bằng hữu triệu hoán ngươi tới à hắn muốn triệu hoán một cái có thể giải quyết quỷ dị người sau đó hai người các ngươi thì đi ra ngạch ngươi bằng hữu hắn còn hảo sao Hàn Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Du Tử chính bóp cổ, nằm trên mặt đất tứ chi run rẩy, toàn thân sưng lên giống như là tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Ngọa Tào. Hàn Phong vội vàng bay qua, kéo Hồ Du Tử, người khác cũng đều theo tới, tò mò nhìn. Hắn thể nội năng lượng thật là loạn à, đây là đã làm gì, bị quỷ dị ô nhiễm rồi. Hàn Phong đưa tay dò xét Hồ Du Tử thể nội lực lượng. Một bên Tần Lang bỗng nhiên nói ra, tiểu tử này là không phải ăn vụng cự thú thịt đặc biệt tiên cảnh yêu thú huyết nhục là hắn một cái nguyên anh kỳ có thể tiếp nhận đem hắn thể nội tạp nhạp năng lượng đều dẫn ra phái đi ra bên ngoài bổ sung lại sinh cơ là được rồi được hàn phong làm theo đem hồ du tử thể nội năng lượng toàn đều nhất nhất bài xuất thuận tiện cho hắn đưa vào sinh cơ dày vò đã hơn nửa ngày về sau hồ du tử cái này mới khá hơn đại lừa dối ngươi có phải hay không ăn vụng cái kia yêu thú huyết nhục rồi vô thượng tiên tôn à ta nhìn mấy người các ngươi ăn đều không có việc gì ta thì suy nghĩ cũng ăn một điểm tăng trưởng điểm tu vi nhưng mà ai biết thì ăn tuyệt không được kém chút đem ta tăng chết hồ du tử lau mặt phía trên đổ mồ hôi nói ra hàn phong đánh hắn một chút tiểu tử ngươi triệu hoán người hữu duyên không đáng tin cậy à tranh thủ thời gian lại triệu hoán một cái nói mò ta triệu hoán người hữu duyên liền không có không đáng tin cậy hai người kia bên trong khẳng định có một người có thể giúp chúng ta giải quyết hết quỷ dị hồ du tử mạnh miệng nói nói đồng thời nhìn về phía lâm triệt cùng tần lang Lâm Triệt nghe vậy khẽ giật mình, nói ra: "Đừng nhìn ta, ta lớn bao nhiêu bản sự ngươi cũng biết không gian loại ta căn bản không am hiểu, thì Tần Lang tiểu tử này am hiểu không gian loại pháp thuật, hắn là tiên trì giới giao trì đệ tử." "Giao trì ngươi biết không? Hàn Tiên Tôn mẫu thân là giao trì cung chủ, ngao ngao lợi hại." "Như như vậy." Hàn Phong kinh ngạc nhìn Tần Lang. Tần Lang hừ lạnh nói: "Ngưu cái rắm à, 100 triệu năm trước giao trì là cái thánh cấp thế lực, hiện tại vẫn là cái thánh cấp thế lực." hàn tiên tôn cha mẹ ngay tại giao trì cũng không thể thành thần giao trì căn bản không mạnh nếu bàn về không gian pháp thuật cường đại nhất còn là thiên sứ tộc thần thánh thiên su chính là không gian tri thần tùy tiện một cái thiên sứ tộc đều có thể tùy ý thi triển không gian truyền tống cái này nói ngược lại là thật hàn phong nhớ đến trên ức năm trước mặc kệ là ân nhu vẫn là lãnh nhan đều có thể tùy ý mở ra không gian thông đạo tần lang nói tiếp bất quá ta tuy nhiên cũng biết một ít không gian pháp thuật nhưng muốn tiêu diệt một cái diệt thế cấp không gian quỷ dị còn chưa đủ. Nhà ngươi vị phu nhân này là Bạch Long tộc à? Bạch Long tộc cũng có không gian thiên phú, muốn không chúng ta ngồi xuống, tốt tốt thương lượng một chút làm như thế nào đối phó cái kia quỷ dị, ngươi đem các ngươi biết đến tình báo, cũng đều nói một chút. Được thôi. Sau đó, bốn người lại ngồi về vị trí cũ. Lưu lại hồ du tử một người ở bên ngoài lẻ loi chờ trọi. Hàn Phong bắt đầu nói ra, theo ban đầu là hồ du tử người sư huynh kia, bị quân gia quỷ dị ký sinh mấy năm sau, bỗng nhiên bạo phát, sau đó cả người đều điên. Chúng ta tiến đến về sau, tại không gian loạn lưu bên trong bị tùy cơ truyền tống, sau cùng dựa vào âm dương tông tới cam giao, định vị đến quỷ dị vị trí, chúng ta liền đi đánh quỷ dị. Như là cái kia quỷ dị tựa như là không tồn tại một dạng, chúng ta suy đoán nó có thể là tại một cái khác đồng hành trong không gian, chúng ta có thể nhìn lấy nó, nhưng là đánh không đến nó. Nó lại có thể tùy ý đem chúng ta truyền tống đến mỗi cái địa phương rất xa rất xa nói ví dụ lưu đầy chi địa, vong linh quốc độ, còn có cực đông trong tinh vực, chúng ta cơ hồ đem cửu giới nơi xa nhất cho đi toàn bộ. Đợi đến lần nữa về tới đây, chúng ta thì gặp đầu này hư không cự thú, chúng ta đánh không lại nó, bị nó đánh thất lạc, ta cùng ngao thần tụ đến cùng một chỗ, người khác tất cả đều bị đánh tan. Tần lang nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, cái kia chỉ là các người đoán, nó tại một không gian khác bên trong, có thể có hay không một loại khả năng, nó cũng không phải là tại một cái khác tầng không gian bên trong, mà chính là sử dụng không gian quy tắc, đem công kích của các ngươi truyền đưa đến phía sau của nó hoặc là địa phương khác. Cũng hoặc là nói, trực tiếp đem công kích của các ngươi truyền tống đến cái khác trong không gian. Nó thì ở trước mặt các ngươi, nhưng là bởi vì nó có không gian quy tắc, chỗ lấy các ngươi sẽ nghĩ lầm nó không có cùng các ngươi tại một vùng không gian bên trong. Ngao thần sau khi nghe, ánh mắt hơi sáng, nói ra, cũng là có khả năng này, nhưng là chúng ta không có cách nào phân biệt à, cái kia ra hỏa chỉ muốn gặp được nó ngươi một công đánh nó nó liền đem ngươi tùy ý truyền tống đi vậy liền không công kích nó tần lang nói ra ta hiện tại có hai cái mạch suy nghĩ để nhất dựa theo ta nói nó kỳ thật cùng chúng ta ngay tại cùng một vùng không gian bên trong như vậy chúng ta tìm tới nó về sau trước hết đem nó không gian chung quanh cắt chém đi ra lại đem nó phong ấn tại bên trong không gian kia lại sau đó trực tiếp đem bên trong vùng không gian kia tất cả mọi thứ toàn bộ xoắn nát quỷ dị tự nhiên cũng phải chết thứ hai tựa như các ngươi nói như vậy cái kia quỷ dị kỳ thật cũng là tại đồng hành trong không gian như vậy chúng ta đã có thể nhìn đến nó nói rõ tiến vào cái không gian kia lối vào ngay tại cái kia quỷ dị trên thân chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tiến vào cái không gian kia như là tiếp xúc gần gũi quỷ dị ô nhiễm hơn nữa còn là diệt thế cấp quỷ dị chúng ta sợ là gánh không được trừ phi có thể có một cái không sợ quỷ dị ô nhiễm người đi vào về sau cải biến không gian quy tắc sau đó giết chết quỷ dị nói đến đây ba người toàn đều nhìn về hàn phong tần lang nói ra ngươi nếu là người của hàn gia hoặc nhiều hoặc ít đến có một chút hàn tiên tôn huyết mạch à hẳn là có thể chống cự một đoạn thời gian quỷ dị ô nhiễm cho nên ngươi rất trọng yếu hàn phong nhẹ gật đầu nói ra vậy chúng ta bây giờ liền cần tìm tới cái kia quỷ dị thí nghiệm trước loại thứ nhất biện pháp nếu như loại thứ nhất không có tác dụng cái kia có thể khẳng định loại thứ hai suy đoán đúng không là như vậy như là cắt chém không gian loại chuyện này ta cần đồng dạng có không gian thiên phú Bạch Long tới giúp ta. Đó không thành vấn đề, chỉ cần có thể giết quỷ dị là được. Ngao thần lập tức nói ra. Lâm triệt vội vàng nói, đợi lát nữa, quan trọng đó là một cái diệt thế cấp quỷ dị à, Hàn Phong có thể giết rồi chứ. Ta quen biết hắn một đời kia, hắn tiên cảnh tu vi đối phó một cái cấp tai nạn quỷ dị, đều bị bức phải đồng quy vu tận. Lúc này, có cùng quỷ dị phong phú giao chiến kinh nghiệm Hàn Phong, cười nói, kỳ thật gọi là trí mạng cấp, cấp tai nạn, diệt thế cấp chủ cấp thân cấp quỷ dị chỉ là chúng ta vũ trụ đối quỷ dị phân cấp mà thôi những thứ này chỉ là đại biểu quỷ dị tạo thành tai hại trình độ mà không phải chỉ quỷ dị chiến đấu lực có quỷ dị chiến đấu lực rất mạnh như là đặc thù năng lực không mạnh tỷ như thôn phệ loại không chế loại tai ách loại những cái kia có quỷ dị là đặc thù năng lực rất mạnh tỷ như u ảnh loại ảnh trong gương loại tử linh loại những cái kia chỉ là bởi vì bọn chúng năng lực đặc thù đủ khả năng tạo thành tai hại càng lớn càng khó giết chết hơn mà thôi, không đại biểu bọn chúng bản thân chiến đấu lực thì rất mạnh. Cái này quỷ dị ký sinh người, bất quá là một cái kết đan kỳ tu vi mà thôi, nó liền xem như có thể thay đổi một số chiến đấu lực, lại cường năng mạnh bao nhiêu. Nếu là có thể cải biến cái này quỷ dị chỗ tại không gian quy tắc, chỉ cần có thể tiếp cận nó, không kích đến nó ta muốn giết chết nó vẫn là rất đơn giản. Tần Lang gật đầu, Tán Dương, Hàn huynh nói có lý, ta cũng là ý tứ này. Hiện tại cần phải làm là tìm tới cái kia quỷ dị hoặc là tìm tới cái kia cam dao. Ngươi không phải nói có cái gọi cam dao, trong tay có đồ có thể tìm tới quỷ dị đều là xác thực phương vị sao. Đúng vậy à, nhưng là chúng ta bây giờ đã không biết quỷ dị ở đâu, cũng không biết cam dao ở đâu. Vậy liên từng cái từng cái tìm, chỉ có thể dạng này, trừ cái đó ra không còn cách nào khác, mặc kệ là tìm tới quỷ dị vẫn là tìm được cam dao, đều có thể. Tần lang Trấn thanh nói ra. Lâm triệt cười hắc hắc, vỗ tần lang bả vai nói ra. Đại ngốc tử, ngươi nghiêm túc lên dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi quả thực muốn mê đảo một trăm đầu mỹ nhân ngư xéo đi ta mới đối nhân ngư không có hứng thú đây a à, đúng 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 ngươi thì đối nói bừa kim phượng cảm thấy hứng thú ha 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 tần lang đứng người lên nói ra tất cả mọi người dọn dẹp một chút chúng ta chạy tới cái kế tiếp toái phiến đi ngao thần nói ra ta thiên phú có thể ngăn cản một đoạn thời gian không gian loạn lưu ta đến mang các ngươi đi cái kế tiếp toái phiến tìm đi Lâm Triệt vỗ Tần Lang bả vai cười nói, không cần, có hắn đâu, tiểu tử này lợi hại đây. Nghe vậy, Tần Lang ngạo kiều hừ lạnh, nói ra, đều là chuyện nhỏ, bất quá ta có kiện sự tình rất ngạc nhiên, hai người các ngươi chúc phúc là cái gì? Nghe vậy, Hàn Phong cùng Ngao Thần liếc nhìn nhau, đều không nói chuyện. Chúc phúc loại chuyện này, sao có thể tùy tiện nói đâu? Vạn nhất đối phương lên lòng xấu xa, muốn hại bọn hắn đoạt chúc phúc làm sao bây giờ? Thấy thế, Tần Lang cười nhạo nói, cũng liền các ngươi những thứ này xếp hạng thấp hàng ngũ sẽ che giấu mình chúc phúc, chúng ta đều là trực tiếp quang minh chính đại nói ra được, cũng không sợ bị người đoạt. Bị người đoạt mới là chuyện tốt đâu, nói rõ cái kia hàng ngũ không phải cái thứ tốt có thể trực tiếp giết, giết hắn về sau, liền có thể đoạt hắn chúc phúc. Ta bạo thực chúc phúc, ăn càng nhiều càng tốt, tăng lên càng nhiều. Lâm triệt tiểu tử này đã nói qua, giao thực tình bằng hữu càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Đúng, cho nên ta là lớn nhất thẳng thắn nhiệt tình nhất, không có yêu thích khác, thì ưa thích kết giao bằng hữu. Lâm Triệt cười hì hì nói. Ngao thần do dự một chút về sau, nói ra, ta là huyết mạch chúc phúc lấy được ưu tú huyết mạch càng nhiều, tăng lên cũng liền cũng càng nhiều. Dạng này à, đáng tiếc ta không có gì tốt huyết mạch, cũng là người bình thường, không phải vậy có thể cho ngươi trao đổi một chút, mỗi người soát một cái chúc phúc. Ta mới sẽ không cho phép người khác ăn của ta thịt. Vậy thì thật là tiếc nuối. Tần Lang nhìn thoáng qua Hàn Phong, gặp Hàn Phong vẫn không có nói ra bản thân chúc phúc ý tứ, liền không hỏi thêm nữa, nói ra, đáng tiếc à, trong này thì bốn người chúng ta hàng ngũ, nếu có thể có năm cái liền tốt. Hàng ngũ vòng tròn bên trong có câu danh ngôn, gọi là hàng ngũ bất quá năm, đầy năm không thể địch. Ồ, cái khác hàng ngũ mạnh như vậy. Hàn Phong hiếu kỳ nói, đó cũng không phải, chủ yếu là mỗi một cái hàng ngũ đều là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu, bọn hắn đều là đến từ khác biệt địa khu, không có một cái nào hàng ngũ là đến từ cùng một vùng mà cái này hàng ngũ tất nhiên là cái này một mảnh trong khu vực tư chất tốt nhất tiềm lực lớn nhất mà lại mỗi một cái hàng ngũ bản lĩnh cũng không giống nhau thế lực sau lưng cũng không giống nhau gặp phải vấn đề về sau chỉ cần có năm cái hàng ngũ tại vô luận là dựa vào năng lực vẫn là dựa vào trí tuệ hoặc là nhờ chỗ dựa đều có thể đem vấn đề này giải quyết hết hinh tổ nhìn như là muốn dưỡng cổ giống như bồi dưỡng được một cái tối cường thần kỳ thực là đem thế lực khắp nơi thông qua hàng ngũ liên hệ với nhau dùng những thứ này thiên kiêu tổ kiến thành một cái cường đại nhất đoàn đội nàng là thiện lương là hy vọng chúng ta đồng tâm hiệp lực đến giải quyết phiền phức mà không phải để cho chúng ta lẫn nhau chém giết hàn phong cười ha ha một tiếng nói ra nguyên lai like các ngươi cũng đã nhìn ra nàng ý tứ à đó là đương nhiên đã sớm nhìn ra đáng tiếc à nơi này không có gì có khác hàng ngũ tần lang cười lắc đầu nói hàn phong nói ra nhưng thật ra là có ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài nơi này vẫn còn có bốn cái hàng ngũ Ồ, còn có hàng ngũ. Ừm, ta bốn cái bằng hữu tốt nhất. Lâm Triệt nghe vậy con mắt to sáng, một thanh nắm ở Hàn Phong bả vai, cười nói. Quả nhiên, hàng ngũ vẫn là thích hợp nhất kết giao bằng hữu. Nhìn thấy về sau, lần lượt giới thiệu cho ta biết à, ta thích nhất kết giao bằng hữu, nhất là hàng ngũ bằng hữu. Hàn Phong bên này còn không có đáp ứng, một bên tần lang liền cười nhạo nói. Vậy sao ngươi không cùng lão lục cái kia ra hỏa kết giao bằng hữu à? Thôi đi, hàng ngũ sáu, đừng đề cập hắn, sách hắn thì tức nghiến răng ngứa. Đừng nói ngươi, ta đều muốn giết chết hắn. Nhìn đến hai người phản ứng, Ngao Thần hiếu kỳ nói, hàng ngũ sáu là ai à, các ngươi rất quen sao, vì cái gì muốn giết chết hắn. Hắn cũng không xấu, cũng là miệng thối, miệng tiện, tức chết cá nhân, không nói hắn, chúng ta đi, làm chính sự đi. Hai người không nói thêm gì nữa. Tần Lang đem cái kia một khối lớn cự thú thịt, đều cho thu vào chữ vật túi bên trong. Sau đó, bọn hắn thu hồi cách âm trận pháp, gọi tới hồ du tử tất cả đều đứng chung một chỗ về sau tần lang đưa tay một lĩnh vực xuất hiện trong chốc lát bọn hắn liền xuất hiện ở xa xa một vùng không gian toái phiến phía trên nhanh như vậy xúc địa thành thốn à hàn phong kinh ngạc nói cái này có thể so sánh để ngao thần tại không gian loạn lưu bên trong một mực chịu khổ muốn mạnh hơn nhiều lắm tần lang lắc đầu nói không cái này có thể so sánh xúc địa thành thốn lợi hại hơn nhiều xúc địa thành thốn là sử dụng không gian chi thuật một tốc độ loại thần thông trên bản chất vẫn là tốc độ loại chỉ có thể ở cùng một vùng không gian bên trong sử dụng không cách nào vượt không gian sử dụng ta chiêu này kêu là đấu chuyển tinh di đem ta cùng ánh mắt chiếu tới chỗ tùy ý một vật tiến hành vị trí chuyển hóa là hoàn chỉnh không gian loại pháp thuật vừa mới ta chính là đem chúng ta cùng mảnh không gian này một hòn đá cho chuyển đổi vị trí lấy đạt tới thuấn gian di động hiệu quả ngao thần nhìn rất là tâm động nói ra bạch long tộc bên trong cũng có một chiêu này thế nhưng là bán rất đắt ta công huân không đủ đổi ngươi có thể dạy ta một chiêu này đâu ta có thể cầm bảo vật đổi với ngươi tần lang nhìn về phía ngao thần nói ra phu nhân đạo này thần thông chính là chúng ta giao trì tuyệt không truyền cho người ngoài áp đáy hòm thần thông à nếu là ngoại truyền ta cũng sẽ nhận trách phạt ta rất khó làm à ừ. ngao thần do dự suy tư nên nói như thế nào phục đối phương hàn phong sạm mặt lại nói hàn y tứ là đến thêm tiền a à. ngao thần nghe vậy khẽ giật mình chợt bừng tỉnh đại ngộ Ta dùng ta huyết cho ngươi đổi được hay không? Huyết cùng thịt công hiệu không kém bao nhiêu đâu. Dĩ nhiên không phải, huyết so thịt hiệu quả tốt nhiều, nhất là dòng chính long tộc huyết mạch càng tốt hơn ngươi là dòng chính long tộc sao? Ta bạch long tộc dòng chính công chúa. Vậy là tốt rồi, ta muốn 10 giọt là được, cái này thần thông có thể cho ngươi, dù sao các ngươi bạch long tộc cũng có cái này thần thông, hỏi tới ta liền nói ngươi là tại bạch long tộc học. Thành giao. Ngao Thần lập tức gật đầu. Phổ thông huyết dịch không phải tinh huyết không cần đau lòng. Nàng lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra bàn tay, phóng xuất tràn đầy một cái bình huyết, đều có mấy trăm nhỏ, tuyệt không đau lòng. Đem cái bình đưa cho Tần Lang về sau, Tần Lang cũng đem cái kia một đạo thần thông giao cho Ngao Thần. Ngao Thần sau khi xem xong, nói ra, đạo này thần thông cũng không phải một cái bình huyết liền có thể mua được à. Không có việc gì, kết giao bằng hữu nha, đều là. Tần Lang không nói ra hàng ngũ hai chữ. Bọn hắn còn mang theo hồ du tử đâu, khi thật hồ du tử chiến đấu lực cơ bản không có tác dụng gì, nhưng vạn nhất cần hắn triệu hoán người hữu duyên đâu. Vẫn là mang lên tốt. Cái này thần thông, không có mấy tháng thời gian sợ là học không được à, quá phức tạp đi." Ngao Thần nói ra. Tần Lang cười nói, "Mấy tháng? Lúc trước ta học được hai năm, ngươi có không gian thiên phú, học hẳn là sẽ nhanh một chút đi, nhưng ít ra cũng phải bế quan thời gian nửa năm, ta cảm thấy." Tốt a à đa tạ. Bọn hắn lần nữa xuất phát, từ Tần Lang mang lấy bọn hắn tại mỗi cái toái phiến ở giữa di tinh hoán đầu tìm kiếm lấy cam dao cùng quỷ dị một đường lên bọn hắn vừa đi vừa nói một bên tìm kiếm lấy một bên trò chuyện thế giới bên ngoài hàn phong cũng biết cái kia cái gọi là hàng ngũ sáu là đến từ tiên tâm đại lục người căn cứ sở hữu đã biết hàng ngũ tin tức hàn phong cả sửa lại một chút hàng ngũ sáu đến từ tây bắc tiên tâm đại lục chúc phúc không biết hàng ngũ bảy lâm triệt đến từ đông bắc tiên thánh đại lục hữu tình chúc phúc hàng ngũ tám Tần Lang, đến từ chính Bắc Tiên Trì Đại Lục, bạo thực chúc phúc. Hàng Ngũ 9, Ngao Thần, đến từ chính Tây Yêu Hoàng Đại Lục, huyết mạch chúc phúc. Hàng Ngũ 10, Kỳ An, đến từ chính Đông Thiên La Đại Lục, thần đồng chúc phúc. Hàng Ngũ 11, Một, Đoá Đoá, đến từ Đông Hải, vong ưu chúc phúc. Hàng Ngũ 12, Hồng Vũ Hoa, đến từ chính Nam Thiên Thần Đại Lục, giết hại chúc phúc. Hàng Ngũ 13, Hàn Phong, đến từ Đông Nam Thiên Tinh Đại Lục, nhân duyên chúc phúc. Hàng Ngũ Mười tiểu hồ ly, không biết tính toán là nơi nào, khế ước chúc phúc. Đây là đã biết tin tức 9 cái hàng ngũ, phân biệt đến từ địa phương khác nhau, còn thừa lại trước 5 cái hàng ngũ tin tức là không biết. Cửu giới trong đại lục, chỉ còn lại có Tây Nam thiên đấu đại lục cùng trung gian tiên linh đại lục còn không có hàng ngũ. Không biết vì sao Hàn Phong luôn cảm giác tiên linh đại lục cái kia hàng ngũ hẳn là tối cường, mà lại có thể là đến từ âm dương tông. Bởi vì tiên linh đại lục là tiên đạo khởi nguyên tri địa, âm dương tông lại là cường đại nhất tông môn, nhưng phàm là có tư chất thiên kiêu khẳng định đều nguyện ý hướng âm dương tông bên trong đi ở nơi đó tuyển ra tối cường thiên kiêu xác suất rất lớn có điều hắn cũng không có hỏi nhiều nữa cũng không phải là mỗi cái hàng ngũ đều có thể gặp phải khác hàng ngũ bọn hắn tìm dòng dã ba ngày tìm hơn một ngàn mảnh toái phiến gặp được chỉ ít mấy ngàn người mới rốt cuộc tìm được một người quen a à, đánh ngươi đánh ngươi đánh ngươi một giọng nói thanh thúy êm tai vừa đáng yêu thanh âm chuyển đến mọi người thấy đi chỉ thấy một mảnh trong đầm nước một cái tóc vàng mỹ nhân ngư đang dùng bọt nước cùng thanh âm đối phó một đầu không tính quá lớn hư không thú cái kia hư không thú tứ chi dài nhỏ có lực đầu nhọn tại trong đầm nước vừa đi vừa về đập vào muốn giết chết đoá 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 ngay tại hợp lực phản kích ngoạ tào nhân ngư lâm triệt ánh mắt trong nháy mắt liền sáng ngời lên hắn tâm tâm niệm niệm mỹ nhân ngư tâm tâm niệm niệm mỹ hảo thuần khiết ái tình dường như đang ở trước mắt mà lại cái kia tiểu nhân cá thật thật là đẹp à đóa Hàn Phong hô to một tiếng, lập tức hướng về đối diện bay đi. Đoá đoá cũng quay đầu lại đến, ánh mắt kinh hỉ. Lâm Triệt cũng nhìn thấy đầu kia mỹ nhân ngư mi tâm con số. 11. Đậu phộng, vẫn là cái hàng ngũ. Lâm Triệt ánh mắt sáng lên. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng chính mình nên như thế nào đối cái này mỹ nhân ngư triển khai truy cầu. Thế mà, một giây sau, hắn liền nhìn đến đầu kia mỹ lệ tinh xảo tiểu mỹ nhân ngư vèo một cái tử theo trong nước chạy ra đến, đuôi cá biến thành hai chân, một thanh nhào tới cái kia chó Hàn Phong trong ngực, lớn tiếng nói, Hàn Phong, ngươi rốt cục tới tìm ta, ta rất nhớ ngươi nha rất nhớ ngươi, cái này đại quái thú một mực khi dễ ta, nó là tên đại bại hoại, ngươi mau giúp ta giáo huấn nó một trận đi. Tin tức tốt, cái này Mỹ nhân ngư thiên chân khả ái lại sẽ nũng nịu, hoàn mỹ phù hợp lâm triệt đối nhân ngư tức phụ sở hữu tưởng tượng. Tin tức xấu, cái này nhân ngư tựa như là chó Hàn Phong. Vương bát đản, ngao thần, lâm triệt, tần lang đều bay đi, ngao thần một trưởng vỗ đi qua đầu kia hung thú liền bị trực tiếp đập chết dù sao có thể cùng đoá đoá đánh lâu như vậy hung thú mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu lấy ngao thần địa tiên cảnh tu vi trực tiếp một trưởng thì đập chết rồi đoá đoá còn tại hàn phong trong ngực lắc đầu nũng nịu giả ngây thơ hàn phong vỗ đầu nhỏ của nàng nhẹ giọng an ủi lâm triệt nhìn lấy hàn phong cười lạnh nói vương bát đản lúc trước đã nói xong cùng một chỗ tìm người cá tức phụ hiện tại ngươi vậy mà chính mình tìm một cái ngươi giảng không coi nghĩa khí ra gì đoa đoa thấy thế ngẩng đầu nhìn về phía lâm triệt sau đó lập tức khuôn mặt đỏ bừng lớn tiếng nói ngươi không nên nói lung tung chúng ta chỉ là hảo bằng hữu hàn phong là rất hảo bằng hữu thường xuyên trợ giúp ta ồ thật sao lâm triệt âm dương quái khí ánh mắt tràn đầy trào phúng đoa đoa lập tức trốn đến hàn phong sau lưng hai cánh tay níu lấy hắn vạt áo cảnh giác nhìn trước mắt cái này không có hảo ý người hàn phong lập tức hướng lâm triệt truyền âm giải thích nói nàng là ta ở kiếp trước gặp phải trên người nàng có nguyền rủa động tâm liền sẽ mất trí nhớ nàng đã mất trí nhớ một lần ta không muốn để cho nàng lại mất trí nhớ một lần không nên nói lung tung lâm triệt nghe vậy cũng biết trong này có cố sự liền không hỏi thêm nữa tần lang mệt mỏi nói ra di tinh hoán đầu quá đặc yêu tiêu hao linh khí nghỉ ngơi một chút ta phải khôi phục linh khí trời mới biết nơi này đến tột cùng bị phân chia thành bao nhiêu toái phiến có toái phiến tất cả đều là không khí liền cái lục địa đều không có Nói chuyện, Tần Lang liền ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh khí. Vô luận là Cam Dao vẫn là Ngao Thần, vô luận là Tần Lang vẫn là Lâm Triệt, tại giết quỷ dị trong chuyện này, không có người tiêu cực biếng nhác, cũng không có người đề cập qua tác muốn cái gì thù lao loại hình. Chỉ cần là cái bình thường cửu giới sinh linh, tại giết quỷ dị trong chuyện này, đều là không cần huy động không cần mệnh lệnh, chỉ cần gặp thì nhất định sẽ xuất thủ, tự phát đi giết quỷ dị. Cho dù là ra lớn hơn nữa lực, tiêu hao lại nhiều cũng đều không hối hận hắn bày ra đến rất nhiều hình bầu dục đá cuội một dạng bạch ngọc đặt ở bên chân bắt đầu hấp thu đây là cái gì hàn phong nhỏ giọng hỏi tiên ngọc một đống ăn nhiều chết no không có chuyện làm người làm ra lâm triệt giúp đỡ giải thích nói tiên ngọc bên trong tiên khí càng thích hợp tiên nhân hấp thu nhưng là tiên ngọc chế tạo quá trình rất phiền phức cần phải dùng lượng lớn linh thạch hấp thu linh khí đến chuyển hóa thành tiên khí nhưng là trong quá trình này tránh không được sẽ có hao tổn lại thêm thủ công phí quản lý tiêu thụ loại hình phí dụng. Tiên cảnh trên thị trường một tiên ngọc sánh được 1.000 vạn linh thạch. Nhưng là bởi vì sinh sản thủ công cộng thêm hao tổn, để tiên ngọc tràn giá nghiêm trọng. Thì rất đạo lý đơn giản, người Hoa 1.000 vạn linh thạch đi mua một khối tiên ngọc lấy được linh khí trên thực tế còn kém xa 1.000 vạn khối linh thạch cung cấp nhiều. Cho nên vật này sinh sản cũng không nhiều, có chút gà mờ, cửu giới đồng tiền mạnh còn chính là... Chỉ bất quá loại này tiên ngọc có thể làm cho tiên nhân hấp thu càng nhanh một chút bình thường tiên nhân đều là mang mấy mấy khối khẩn cấp. Tiểu tử này hiện tại đem tiên ngọc bày ra đến, trên thực tế là vì khoe khoang trang bức, theo ngươi khoe khoang đầy. Lâm Triệt, ta YouTube có cách review chuyện. Tần Lang thẹn quá hóa giận, lên truy sát Lâm Triệt. Lâm Triệt cười ha ha lấy chạy trốn. Truy sát một lát sau, hai người mới ngừng lại được, cùng một chỗ cười ha ha. Cái này sung sướng bầu không khí, đem người khác cũng đều lây nhiễm. Mọi người đều biết làm người trẻ tuổi loại sinh vật này vượt qua ba cái về sau, bầu không khí thì sẽ biến rất náo nhiệt. Lâm Triệt đi tu luyện, Ngao Thần lôi kéo đoá đoá ngồi xuống nói chuyện phiếm, giới thiệu hai người kia. Hàn Phong thì cùng Lâm Triệt ngồi cùng một chỗ, nói với hắn lấy hắn cùng đoá đoá cố sự. Lâm Triệt sau khi nghe xong, nhìn về phía đoá đoá ánh mắt cũng phá lệ thương hại, nói ra, thật tốt tu luyện, tương lai phá mất nàng nguyên rủa về sau, thật tốt đối với người ta. Ừm, ta biết. Hàn Phong gật đầu đi qua trong khoảng thời gian này ở chung hàn phong trên cơ bản đã đối lâm triệt để xuống cảnh giác bởi vì hắn phát hiện lâm triệt là một cái vô cùng vô cùng đơn giản người hắn có tâm tình gì đều ở trên mặt muốn cười thời điểm thì cười ha ha nhớ tới thương tâm chuyện cũ cũng sẽ không để ý cái gì nam nhi không dễ rơi lệ nên khóc thì khóc vui vẻ thời điểm thì cãi nhau ầm ĩ hắn hồn nhiên giống cái hài tử giống an an đoá đoá như thế tâm lý sự tình đều ở trên mặt đương nhiên cũng chỉ có dạng này người không có gì tâm nhãn lại càng dễ giao cho thật lòng bằng hữu hắn thực tình đối xử mọi người người khác mới có thể thực tình đợi hắn lâm triệt cùi trỏ thọc hàn phong nói ra đầu này tiểu nhân ngư là ngươi ta không theo ngươi đoạt nhưng hai ta so thân huynh đệ còn thân hơn ngươi phải giúp ta ta giúp ngươi cái gì ngươi giúp ta đi qua giới thiệu một chút nói vài lời lời hữu ích để cho ta cùng với nàng tâm sự nàng có cái gì khuê mật loại hình đều có thể giới thiệu cho ta nàng là nhân ngư nhất định cũng nhận biết rất nhiều nhân ngư cô nương. Ngạch, có phải là huynh đệ hay không? Ngươi đặc yêu đều hai cái, huynh đệ ngươi ta còn đơn đây. Tốt à. Hàn Phong đứng người lên, mang theo lâm triệt đi đến đoá đoá trước mặt. Ngao thần đem đoá đoá hướng sau lưng lấp nhét. Một mặt cảnh giác nhìn lấy lâm triệt. Hàn Phong hòa lâm triệt cùng nhau cười hắc hắc. Sau đó Hàn Phong giống đoá đoá nói ra. Đoá đoá đừng sợ, hắn không là người xấu, hắn là bằng hữu của ta, trước mấy thế bằng hữu. Trước mấy thế, đoá đoá nhớ tới nàng mơ hồ nhớ đến hàn phong đã từng nói hắn sống rất nhiều rất nhiều đời hiện tại cũng nhanh hai vạn tuế đúng vậy à hắn là người tốt thật sao đoá đoá nghiêng cái đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá lâm triệt thật là thật đoá đoá cô nương ngươi khả năng không biết tại ngươi còn chưa ra đời thời điểm ta cùng hàn phong thì thường xuyên kết bạn đi các ngươi nhân ngư tộc chơi đây sau đó bị đánh đi ra ngao thần không lưu tình chút nào vạch trần lâm triệt là như vậy đoá đoá cô nương ta năm nay đều nhanh 300 tuổi, nhưng là còn độc thân lấy, ngươi xem một chút các ngươi nhân ngư tộc. Ngươi nhận biết tốt khuê mật bên trong, cũng không có 18 đến 500 tuổi ở giữa cô nương trẻ tuổi, giới thiệu cho ta biết à. Như thế đại ân, tại hạ tất báo. Tốt khuê mật. Đoá đò đoá nghĩ nghĩ về sau, nói ra, đoá đò đoá tốt nhất khuê mật cũng là thần thần tỷ cùng An An nha. Thần thần tỷ ta đã quen biết An An là ai? Hải thần. Lâm triệt sạm mặt lại, ngươi chẳng lẽ tại bắt ta nói đùa? Đoá đoá cô nương chớ có nói đùa, ta nói chính là loại kia lớn lên, rất dài rất lớn loại kia cô nương. Đến mức cái nào dài cái nào lớn, chính mình trải nghiệm. Đoá đoá nghĩ nghĩ, nói ra, đoá đoá cũng có cái khác tốt khuê mật nha, tiểu lộc nữ, đại tiểu thư, tiểu hồ ly, tư ngọc tỷ tỷ, kỳ han tỷ tỷ, còn có người ngư tộc tốt nhiều cô nương đoá đoá đều biết. Chờ đoá đoá gặp, thì cho ngươi nhất nhất giới thiệu đi, như thế nào đây? Hảo hảo hảo, đa tạ đa tạ. Lâm triệt cười rạng rỡ thập phần vui vẻ. Ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày, Tần Lang bổ sung xong linh khí về sau, mọi người liền tiếp theo xuất phát. Nơi này toái phiến thật sự là rất rất nhiều. Hai ngày sau, bọn hắn lại gặp Hồng Vũ Hoa cùng quân sán. Hai người này vậy mà thần kỳ tại một khối, không thể không để mà nói là thì rất đúng dịp. Khôi phục một chút linh khí, lại là phong cách tầm thường lẫn nhau giới thiệu, nơi này liền không làm lắm lời. Bọn hắn lại lần nữa xuất phát, lần này cách thật lâu, trọn vẹn nửa tháng sau, bọn hắn mới tìm được cái kế tiếp người quen. Tiểu lộc nữ. Lúc này tiểu lộc nữ, ngay tại một mảnh trên đồng cỏ, cùng một đám dê rừng cùng con thỏ chơi đùa, không buồn không lo cũng có thể vui vẻ. Thần thần tỉ tỉ. Tiểu lộc nữ vui vẻ nhào tới ngao thần trong ngực, điên cuồng nũng nịu. Hàn Phong cũng cười. Quá tốt rồi, tìm được tiểu lộc nữ, lại thêm một cái không sợ ô nhiễm có thể để tiểu lộc nữ cùng đi với ta giết quỷ dị. Lâm Triệt hỏi, đây là lộc yêu. Tần Lang hỏi, ăn ngon không? Ngao thần mặt lạnh rút kiếm, hàn phong sạm mặt lại. Nhân ra là tự nhiên chi linh, không phải thân thể máu thịt, ngươi ăn cái rắm nghĩ cũng đừng nghĩ. Tự nhiên chi linh, là loại kia tiên thiên thần linh sao? Ừm, chỉ bất quá còn chưa tới thành thục kỳ. Hàn Phong giải thích nói. Tiểu lộc nữ vội vàng nói. Tuy nhiên tiểu lộc nữ còn không có hoàn toàn đến thành thục kỳ, nhưng là cũng so trước đó lợi hại hơn có thể đi đánh quỷ dị. Tiểu lộc nữ thời thời khác khác đều tại lo lắng cho mình có phải hay không hữu dụng có thể hay không bị người ghét bỏ ngao thần đau lòng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng đoá đoá lôi kéo tiểu lộc nữ cùng nhau chơi đùa con thỏ nhỏ mấy người các nàng tiểu khả ái cùng một chỗ tựa hồ tổng là có thể quên phiền não tùy thời tùy chỗ vui vẻ chơi đùa lại nghỉ ngơi vài ngày sau bọn hắn lần nữa xuất phát tất cả mọi người cống hiến không ít linh thạch cho tần lang để hắn dùng để khôi phục linh khí dù sao một mực dùng người ta bản sự còn để người ta tiêu hao linh thạch có chút không còn gì để nói Tần Lang cũng không có cự tuyệt, dù sao một mực thi triển di tinh hoán đầu tiêu hao thật rất lớn. Cái đồ chơi này hắn bình thường đều là dùng để đối địch cùng chạy chối chết, cũng không nỡ lấy ra đi đường. Linh khí tiêu hao ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là đối tâm lực cùng thần thức tiêu hao. Thật vô cùng mệt mỏi. Bất quá tốt tại đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tần Lang cùng mọi người cũng coi là quen biết cũng không có vừa mới bắt đầu lạnh lùng cùng khoảng cách cảm giác, cùng mọi người quen thuộc. Nhất là hàng ngũ nhóm ở giữa, lẫn nhau cũng đều quen thuộc. Lâm Triệt cùng Tần Lang không có bởi vì vì những thứ khác hàng ngũ tu vi thấp thì xem thường nhân gia, bọn hắn cũng đều biết có thể thành hàng ngũ, đều là rồng trong loài người. Tương lai thành tựu đều sẽ rất cao, giữ gìn mối quan hệ, tương lai đều là nhân mạch. Bọn hắn đã đi tới mảnh này khu vực dòng dã thời gian một tháng, vẫn là không có tìm tới quỷ dị hoặc là cam giao thân ảnh. Hàn Phong hỏi Hồng Vũ Hoa nói, A Hoa, cái này đều gần hai tháng cơ sở, các ngươi cái kia thánh tử đại hội không phải giữa tháng tư cử hành sao? Ngươi còn theo kịp sao? Hồng Vũ Hoa nghe vậy khẽ giật mình, nói ra, chậm trễ, đầu năm thời điểm thì thông chi, bởi vì sốt dẻo nhất cái kia người ứng cử, cái kia đại sư huynh một mực tại bế quan. Đến rất khẩn yếu trước mắt, hắn nếu là không tham gia, các đệ tử sẽ nói không công bằng, bởi vì hắn là chúng vọng sở quy. Người kia cũng là nói bừa thanh sư huynh lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ừm, cũng bởi vì chờ một người, trọng yếu như vậy thi đấu thì chậm trễ trì hoãn đến cuối năm muốn là người sư huynh kia còn không xuất quan thì không đợi hắn bất quá trì hoãn thì trì hoãn thôi dù sao cũng không quan hệ với ta đợi đến sang năm chúng ta xông bí cảnh lấy được hoàn chỉnh tín vật ta liền có thể thành tiên đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thành tiên cái này phá thánh tử cầu ta coi ta đều không được hàn phong cười nói được vẫn là ngươi sống thông thấu hồng vũ hoa hỏi ngươi thì sao Đến lúc đó ngươi không thành tiên sao? Ngươi tư chất cũng không kém à, tĩnh hạ tâm thật tốt cảm ngộ một đoạn thời gian là được, chúng ta hàng ngũ đều không kém. Hàn Phong không nói gì, hắn cũng có chút nhớ thương hàn ra cái kia hạo thiên chiến tiên. Đó là thành thánh nước cờ đầu, có hạo thiên chi đạo về sau, thực lực sẽ biến rất mạnh. Chủ yếu là hắn tận mắt thấy hàn tuyết nhi đạt được hạo thiên chi đạo, thành tựu hạo thiên chiến tiên về sau, dung mạo phát sinh biến hóa rất lớn, biến đến càng xinh đẹp hơn nghe nói đó là một cái tái tạo tiên thể quá trình hàn phong bộ dáng không tính xấu nhưng cũng không được tốt lắm nhìn đại chúng mặt rất phổ thông ném tới trong đám người tìm không thấy hắn tuy nhiên ngoài miệng thường xuyên nói to liễu thùng rác cảnh liễu đấu trên đời người nào ngại nam nhân xấu biểu hiện tùy tiện chẳng hề để ý kỳ thật trong lòng vẫn là hơi nhỏ tự ti bên người mấy nữ nhân một cái thi đấu một cái xinh đẹp hắn thật không có cảm thấy mình không xứng với nhân gia nhưng cũng hy vọng chính mình đẹp mắt một chút miễn cho người khác ở sau lưng nói xấu nói nữ nhân dễ nhìn như vậy nhóm tìm cái xấu như vậy mà lại chính mình đẹp mắt một chút chúng nữ nhân của mình bình thường nhìn lấy cũng sẽ cảnh đẹp ý vui à nhân da lớn lên đẹp mắt chính hắn nhìn lấy hưởng thụ nhưng cũng không thể vào xem lấy chính mình hưởng thụ à nếu như có thể đuổi lên hàn phong nguyện ý một chút nỗ lực như vậy ném một cái ném đem nằm ngửa trước thả một chút cho dù là vì đạo lữ nhóm cũng tốt ân chờ thành tiên về sau lại nằm ngửa mọi người nghỉ ngơi đủ rồi lần nữa đứng dậy tiếp lấy tìm kiếm cam dao cùng quỷ dị chỗ địa điểm lâu như vậy đi qua chính bọn hắn cũng không biết tìm bao nhiêu toái phiến lại tìm bao lớn khu vực loại tình huống này chỉ có thể mèo mù đụng chuột chết mặc kệ là tìm tới cam dao vẫn là quỷ dị đều có thể lại tìm sau một hồi bọn hắn rốt cục tìm được tư ngọc đây là một mảnh có đầm nước toái phiến tư ngọc ngồi một mình ở một mảnh trên đất trống bên người là một cái trận pháp trên thân xem ra còn có thương tổn tư ngọc tư ngọc hàn phong vội vàng kêu gọi tư ngọc mở mắt gặp đến mọi người đều tới vội vàng triệt bỏ trận pháp các ngươi rốt cuộc đã đến ta tìm rất lâu cũng không có tìm được các ngươi tư ngọc bưng bít lấy cánh tay bay tới muôn ôm ôm hàn phong nhưng là nhiều người như vậy đều tại nàng có chút ngượng ngùng hàn phong lại không nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp một tay lấy nàng ôm vào trong ngực ngươi thế nào làm sao thụ thương lâm triệt mở to hai mắt nhìn không phải tình huống như thế nào trước mắt cái này mỹ khuyên quốc khuyên thành vóc người đẹp đến nổ ngự tỷ đại mỹ nữ cũng cùng đồ chó hoang hàn phong có một chân không phải ngươi bằng cái gì à long tộc mỹ nhân nhân ngư la lị nhân tộc ngự tỷ toàn đều bị một mình ngươi chiếm tư ngọc nói ra không có gì đáng ngại gặp một đầu hư không cự thú đánh một trận như là đánh không lại dưới tình thế cấp bách ta nhảy đến không gian loạn lưu bên trong tùy cơ chuyển đưa đến nơi này. Ta cũng không dám lại chạy loạn, ngay ở chỗ này một mực chờ lấy, ta biết ngươi khẳng định sẽ tới tìm ta. Đến, ta giúp ngươi liệu thương. Hàn Phong lôi kéo tư ngọc tay, cho nàng thể nội truyền vào sinh cơ. Tiểu lộc nữ cũng đi tới tư ngọc một bên khác, giữ im lặng giúp nàng liệu thương. Tiểu lộc nữ vẫn luôn tại tận khả năng phát ra thiện ý, hy vọng có thể giao cho càng nhiều bằng hữu. Cái này tiểu lộc thật ngoan. Tư ngọc cười sờ lên sừng của nàng. Tiểu lộc nữ ngọt ngào cười một tiếng. Đoá đoá hấp tấp chạy tới lâm triệt trước mặt, nói ra, Ây, vị này chính là ta tốt khuê mật, tư ngọc tỷ tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu rất lâu đâu, chúng ta trên chiến trường lẫn nhau hỗ trợ, cảm tình rất tốt. Lâm triệt sạm mặt lại, lạnh hừ một tiếng, không nói lời nào. Trước khi tới hắn rất lo lắng hảo huynh đệ của mình Hàn Phong, lo lắng hắn yếu đuối như vậy, có thể hay không thụ khi dễ loại hình. Hiện tại hắn chỉ muốn bóp chết Hàn Phong. Đồ chó hoang, Ngươi bằng cái gì? Hàn Phong cho Tư Ngọc nói rõ một chút tình huống về sau. Tư Ngọc nhẹ gật đầu, không nói gì. Ngao Thần đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn lấy cái kia giúp vào với nhau hai người. Nàng biết chỉ cần Hàn Phong hai thê tử xuất hiện thì không tới phiên nàng, mà lại nàng cũng kéo không xuống mặt đi cùng Hàn Phong thân mật đi để cho người khác nhìn lấy nàng cùng hậu hạ một chồng. Mọi người nghỉ ngơi sau một hồi, liền lần nữa xuất phát. Lần này bọn hắn lại chọn vẹn tìm thời gian một tháng mới rốt cục gặp được cái kia Hàn Phong muốn đi gặp nhất người. Không phải cam giao, cũng không phải quỷ dị. Mọi người thấy, cái này một mảnh diện tích rất lớn toái phiến phía trên, tầng tầng lớp lớp đều là hư không thú thi thể, nói ít cũng có hơn vạn. Mà một thân ảnh quần trắng tóc đen, chính đưa lưng về phía bọn hắn, tay nắm một thanh thập tự kiếm, cùng một cái tiên cảnh nhị trọng thiên tu vi cự thú chiến đấu. Cái kia cự thú mười phần hung mãnh, nhưng nữ tử kia lại chấn định tự nhiên, sát phạt quyết đoán chỉ thấy sau lưng nàng mãnh liệt xuất hiện một hư ảnh ba đôi cánh thiên sứ cái kia thiên sứ hư ảnh theo động tác của nàng mũi kiếm hướng xuống đem kiếm dơ lên cao cao thừa dịp cái kia cự thú vọt tới thời gian bỗng nhiên hướng phía dưới đâm một cái oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến một kiếm kia chính bên trong cự thú mi tâm đem hung hăng đâm trên mặt đất toàn bộ đại địa đều theo ẩm vang nổ tung đại địa cùng cự thú trên thân toát ra trùng thiên bạch quang cùng huy hoàng tứ phân ngũ liệt to lớn trong bạo tạc nữ tử kia bất động như núi sau lưng thiên sứ hư ảnh tiêu tán nàng yêu nhã đem thập tự kiếm kéo cái kiếm hoa thả ở sau lưng toàn bộ hành trình cả thân thể nguy nhưng bất động lâm triệt đầy mắt đều là chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ cảm thán nói quá táp quá đẹp rồi nữ tử kia xoay người lại mặt mày lạnh lẽo đang muốn một kiếm bổ tới thời điểm nhìn đến người đến dáng vẻ lập tức liền thu hồi kiếm lâm triệt tận mắt thấy nữ tử kia khí khái hào hùng mười phần đằng đằng sắc khí gương mặt khi nhìn đến Hàn Phong về sau, mắt Trần có thể thấy biến đến ôn nhu. Theo sát phạt quyết đoán đến nhu tình như nước, nữ tử kia chỉ dùng không đến một giây đồng hồ, liền thay đổi. Trong ngực của nàng, còn ôm lấy một cái toàn thân lông trắng tiểu hồ ly. Sau đó, Lâm Triệt trơ mắt nhìn, Hàn Phong cùng nữ tử kia hướng về đối phương vọt tới, chăm chú ôm nhau, kém chút chèn chết cái kia con tiểu hồ ly. Hàn Phong mặt mũi tràn đầy hoa si, mười phần khoa trường nói. Quá đẹp rồi, ta lão bà quá đẹp rồi, không hổ là nữ thần của ta, ta muốn sùng bái ngươi cả một đời. Thôi đi, Liên sẽ nói lời dễ nghe đến hống ta." Khương Tô Nhu đầy mắt đều là ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Phong trên bờ vai cho bụi. Hai ngươi nhanh buông ra muốn chèn chết bản hồ ly đại vương sao? Lâm triệt cảm giác nhạy cảm đến, tại nữ tử này xuất hiện về sau, cái kia Tư Ngọc, Ngao Thần cùng đóa đóa, cũng không khỏi đến nhượng bộ lui binh, không có chút nào đi lên tranh phương khoe sắc ý tứ. Tựa hồ là chấp nhận, chỉ cần có nàng tại mấy người các nàng đều là người trong suốt. Lâm Triệt bay đi, hỏi, Hàn Phong, vị này là? Hàn Phong ôm Khương Tô Nhu bả vai, nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, há, đây là ta tức phụ, Khương Tô Nhu. Nhu Nhi, vị này ta kiếp trước hảo bằng hữu, Lâm Triệt. Lâm Triệt chú ý tới, Hàn Phong tại giới thiệu Khương Tô Nhu thời điểm, ánh mắt mười phần kiêu ngạo, đây là tại giới thiệu Tư Ngọc cùng Ngao Thần Đoá Đoá thời điểm, đều không có thần sắc. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Hàn Phong, nói ra, lão tử còn đơn lấy ngươi đặc biệt lại còn nhiều như vậy hàn phong lão tặc đến quyết đấu đi đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử nhìn lấy lâm triệt cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng hàn phong lần nữa cười ha ha gia hỏa này phản ứng cùng lúc trước vương miện biết hắn cưới tư ngọc về sau quả thực giống như đúc tần lang ở một bên cười hì hì mở ra chữ vật túi đem từng đầu hư không thú thi thể đều cho đặt vào cái này nhưng đều là hắn tăng cao tu vi bảo bối tốt à có thể ngàn vạn không thể lãng phí rất nhanh liền thu thập xong tần lang nói ra nơi này đại địa đều bị đánh nát chúng ta đi xuống một miếng toái phiến đến chỗ đó lại nói cũ đều chuẩn bị tốt à nói dứt lời tần lang vung tay lên mang theo mọi người vào một cái tử chuyển rời đến phía dưới một cái không gian toái phiến bên trong sau đó hắn lấy ra một bộ hư không thú thi thể liền gặm một bên gặm vừa nói có nhiều máu như vậy thịt ta đều không cần linh thạch đến khôi phục linh khí các ngươi trò chuyện các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hàn Phong nhìn thoáng qua người chung quanh, đếm một chút về sau, nói ra, đại gia hầu như đều đến đông đủ, chỉ còn lại có cam giao, Kỳ An cùng Vệ Phong còn chưa tới. Kỳ An cùng Vệ Phong không trọng yếu, chủ yếu là chúng ta đến tìm tới cam giao, để cam giao mang chúng ta đi tìm quỷ dị. Các ngươi có ai gặp được cam giao sao? Mọi người nghe vậy, đều ào ào lắc đầu. Mảnh này khu vực thật sự là quá lớn, tất cả đều là tung bay toái phiến, chung quanh đều là không gian loạn lưu bọn hắn ngoại trừ có thể nhìn đến nơi xa có không gian toái phiến bên ngoài, cái gì cũng nhìn không thấy. Đại gia trong khoảng thời gian này, ngoại trừ gặp phải một số thiên tinh đại lục tu sĩ bên ngoài, chưa từng gặp qua một cái chính mình người. Ai, cam giao đi đâu đâu? Hàn Phong thở dài, hai tay vây quanh nhìn lấy chung quanh. Chúng ta đều đã đi vào nơi này đã hơn hai tháng, muốn là còn tìm không thấy cam giao hoặc là quỷ dị, tháng sau bí cảnh đều muốn mở. Bọn hắn đã xông qua ba cái bí cảnh, năm nay cái thứ tư bí cảnh liền muốn mở ra đợi đến sang năm cái thứ năm bí cảnh lại vượt qua bọn hắn liền có thể mỗi người cầm tới chính mình trí tôn đạo pháp trước kia hàn phong không hiểu trí tôn đạo pháp hàm nghĩa về sau mới biết được cái kia đồng dạng là đề cao trở thành thánh giả xác suất thành công điều kiện một trong xem ra hình tổ cho bọn hắn đều là sớm chuẩn bị tốt đồ tốt nhất bất quá hàn phong cũng không thèm để ý cái kia hắn càng để ý là phong nhận độn thuật cái kia không nhìn phong tỏa tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì không gian năng lực hắn nếu là có thể học biết chiêu kia thì trước mặt những thứ này không gian loạn lưu hắn có thể như dẫm trên đất bằng ngay sau người khác muốn giết hắn muốn bắt hắn hắn đều có thể tự do chạy trốn ẩn thân vừa mở không nhìn trận pháp cùng không gian phong tỏa ngươi cầm cái gì bắt cho nên coi như hắn lại nằm ngửa vì ngay sau an toàn cái kia phong nhận độn thuật cũng là muốn cầm tới mọi người tốt năm tốt ba ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm mỗi người cũng đều có người quen có tiểu phái hệ hàn phong ôm lấy tiểu hồ ly Hai mắt vô thần suy tư đối sách, một bên tuốt lấy tiểu hồ ly lông. Lâm Triệt đi tới, nhìn lấy trong ngực hắn tiểu hồ ly, nhíu mày, nhỏ giọng nói ra: "Hàn Phong, đây có phải hay không là ngươi bên người muội muội cái kia con hồ ly à?" "Ừm, ngươi gặp qua Hàn Tuyết Nhi. Gặp một lần, nàng lần kia khi về nhà gặp qua, nhưng là không mang con hồ ly này. Bất quá ta nghe nàng nói qua, con hồ ly này rất lợi hại, là cửu vĩ thôn thiên hồ, có thể thôn phệ hết thảy. Ta có một ý tưởng." không biết có thể thực hiện hay không không thể được tiểu hồ ly không chút lưu tình nói ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia nguy hiểm ý nghĩ lâm triệt nghe vậy khẽ giật mình ta còn cái gì đều không nói sao ngươi cái gì đều không nói cũng không được ngươi nâng lên bản hồ ly đại vương thì khẳng định là không có ý tốt ngươi muốn để bản hồ ly đại vương làm việc mà lại khẳng định vẫn là rất nguy hiểm sống bởi vì các ngươi cũng không tìm tới quỷ dị cho nên thì có ý đồ với ta phi ta mới không lên đây này hơi hơi Nói dứt lời, tiểu hồ ly đem cái đầu nhỏ hướng trên bụng của mình chôn vào, vùi ở Hàn Phong trong ngực không nhìn Lâm Triệt. Lâm Triệt xấu hổ cười một tiếng, lôi kéo Hàn Phong đến góc không người bên trong, tiếp lấy đối với hắn nói ra, "Hàn Phong, ta nhớ được Cửu Vĩ thôn Thiên Hồ là thánh nhân tu vi à? hiện tại làm sao biến thành yếu như vậy rồi? Làm sao mới độ kiếp đầu?" Tiểu hồ ly có thể là gặp một số biến cố đi, nó trước đó một đoạn thời gian rất dài đều không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có trí nhớ trước kia, cùng ta cũng là nhận thức lại thẳng đến thành cái cuối cùng hàng ngũ về sau mới có tu vi thế nào ngươi nhìn à cửu vĩ thôn thiên hồ tên như ý nghĩa là có thể thôn thiên thiên là cái gì kỳ thật thiên cái này khái niệm cũng không tồn tại ý nghĩa thực tế phía trên chỉ chính là không gian cùng không gian bên trong vạn vật tiểu hồ ly là cái gì đều có thể nuốt liền vũ trụ tinh thần đều có thể nuốt chúng ta có thể cho nó đến thôn phệ một cái kia cái không gian toái phiến đi một cái thôn phệ một cái dạng này là có thể tránh khỏi chúng ta một mực tìm người thời điểm sẽ tái diễn tiến về đã đi qua toái phiến mà lại toái phiến lấy đi về sau người khác muốn đi cũng không đi được chỉ có thể bị chuyển rời đến còn lại bên trong mảnh vỡ chúng ta thôn phệ càng nhiều bọn hắn có thể đi toái phiến cũng lại càng ít dạng này chúng ta có thể tìm tới bọn hắn xác suất cũng lại càng lớn thực sự không được nuốt đến chỉ còn lại sau cùng một cái toái phiến ta cũng không tin còn tìm không thấy cam dao cùng quỷ dị hàn phong nghĩ nghĩ về sau nói ra cái này thật sự chính là một cái đần biện pháp à nhiều như vậy toái phiến muốn làm tới khi nào mới có thể làm xong à mà lại tiểu hồ ly hiện tại chỉ là độ kiếp tu vi nó không phải thánh giả làm sao có thể nuốt phía dưới nhiều như vậy toái phiến đây lâm triệt nói ra nó mặc dù bây giờ chỉ là độ kiếp tu vi nhưng là nó trước đó là thánh giả à thân thể của nó thế nhưng là thánh giả thân thể thể nội thôn thiên không gian đã từ lâu là thánh giả cấp bậc không gian khẳng định có thể nuốt hạ bất quá chỉ là chậm một chút mà thôi ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao nghe vậy hàn phong có chút đau lòng sờ lên tiểu hồ ly sau đó đánh giá một chút về sau nói ra tiểu hồ ly thôn phệ một đầu đã yêu thú đều cần cần rất nhiều thời gian mà lại sẽ rất mệt mỏi nhiều như vậy không gian toái phiến sợ là đến cái mấy năm công phu không cần thôn phệ quá nhiều bỗng nhiên bọn hắn sau lưng chuyển đến tần lang thanh âm tần lang nói ra chỉ cần thôn phệ một hai cái là được rồi trong này là quỷ dị lĩnh vực không gian toái phiến đều là quy tắc của nó diễn hóa. Có thể thôn phệ tiêu diệt không gian toái phiến, cũng là biến tướng suy yếu cái kia quỷ dị năng lực, bởi vì năng lực của nó cũng là dựa vào không gian đến thi triển. Chúng ta thôn phệ không gian, trực tiếp để cái kia một vùng không gian biến thành hư vô, quỷ dị khẳng định sẽ nóng này, sẽ đến ngăn cản chúng ta, dạng này chúng ta mục đích thì đã đạt thành. Hàn Phong nhíu mày hỏi, vậy chúng ta trực tiếp xoắn nát những cái kia không gian toái phiến không được sao? Hắn vẫn là rất đau lòng tiểu hồ ly không muốn để cho nó đi thụ những cái kia tội. Lâm Triệt thở dài, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, sau đó bóp chặt lấy, nói ra, ngươi nhìn, tảng đá kia nát, nhưng là ngươi có thể nói nó không tồn tại sao? Nó cũng là nát thành mảnh vụn cặn bã cho, nó cũng là tồn tại. Không gian cũng giống như vậy, ngươi xoắn nát nó, nó vẫn là sẽ tồn tại, nhưng ngươi nếu là nuốt nó, nó thì không tồn tại. Nghe vậy, Hàn Phong cũng chỉ có thể thở dài, đối tiểu hồ ly nói ra, tiểu hồ ly à, ta không nghe ta không nghe, phiền não đi vào trong lỗ tai, lắc đầu, đem phiền não lắc ra khỏi tới. Tiểu hồ ly lắc đầu liên tục. Một nghìn vạn linh thạch. Trước từ chỗ nào khối bắt đầu nuốt. Tiểu hồ ly nhảy tới hàn phong trên bờ vai, một mặt nghiêm túc nhìn lấy chung quanh những cái kia không gian toái phiến. Ánh mắt kiên định, tốt như chính mình gánh vác vĩ đại sứ mệnh, muốn cứu vãn chúng sinh một dạng. Lâm triệt sạm mặt lại, con hồ ly này vẫn luôn là dạng này sao? Thói quen liền tốt. Hàn Phong cũng không biết tiểu hồ ly cái này vô lợi không dậy sớm tính cách là học của ai. Tần Lang cười hắc hắc, sau đó phủi tay, đối đại gia nói ra. Tất cả mọi người tập trung một chút, chúng ta tìm tới tìm kiếm quỷ dị biện pháp. Đến đón lấy chúng ta có thể sẽ tiến nhập không gian loạn lưu, để ta tới bảo hộ đại gia, đều đừng có chạy lung tung à. Hắn nói dứt lời, mọi người thấy hắn, vừa nhìn về phía Hàn Phong, tụ tập đến cùng một chỗ. Tần Lang xuất ra một cái hình vuông bảo vật, sau đó điểm nhẹ một chút, cái kia bảo vật trong nháy mắt liền phóng đại, đem mọi người toàn đều bảo hộ ở bên trong. Sau đó, bọn hắn chậm rãi phi lên. Hàn Phong cầm lấy tiểu hồ ly, qua to, đi thôi, tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng hết sức phối hợp tự kỷ khí mười phần hô to, bản hồ ly đại vương cũng đến. Sau đó, nó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tại ánh mắt của mọi người bên trong, bỗng nhiên hướng lấy dưới chân bọn hắn cái kia một vùng không gian toái phiến hút tới. Màn khí màu trắng hơi thở xuất hiện, đem cái kia một mảnh toái phiến dần dần bao khỏa. Hàn Phong không biết đó là cái gì khí, giống là linh khí, nhưng lại giống như là không gian toái phiến biên giới những cái kia trắng lăng, càng giống là một mũi dao mềm mại, nói không nên lời đó là vật gì. Tiểu hồ ly bạch khí đem cái kia nguyên một khối không gian toái phiến toàn bộ bao khỏa ở bên trong, thì quá trình này đều trọn vẹn dùng 2 phút đồng hồ thời gian. Sau đó, nó nỗ lực lôi kéo cái kia một mảnh toái phiến hướng về chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn kéo. Cái kia một mảnh toái phiến không tính quá lớn, nhưng cũng đầy đủ có một cái thôn làng diện tích lớn nhỏ hú chi trên không còn có lớn như vậy không gian nó tựa như là một cái nho nhỏ con kiến tại lôi kéo một con voi lớn muốn đem đối phương ăn hết một dạng khương tô nhu đi vào hàn phong bên người nhìn lấy trong ngực hắn tiểu hồ ly tràn đầy lo lắng nói ra tiểu hồ ly đây là muốn làm gì muốn đem cái kia một mảnh toái phiến toàn bộ nuốt mất sao đúng vậy à nó còn nhỏ như vậy khương tô nhu nhìn lấy tiểu hồ ly cái kia nỗ lực dáng vẻ đầy mắt đều là đau lòng Vô luận là kiếp trước nàng, vẫn là nàng bây giờ, đều mười phần sủng ái tiểu hồ ly. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, tiểu hồ ly làm bạn ân nhu thời gian, so làm bạn Hàn Phong thời gian hơn rất nhiều. Lúc trước nó vừa mới gặp phải Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong để nó giúp đỡ đi cho Khương Tô Nhu tặng đồ, Khương Tô Nhu đối với nó mười phần yêu thích, tổng là muốn đem nó chiếm làm của riêng, có thể tiểu hồ ly nhưng vẫn là lựa chọn Hàn Phong. Nếu như khi đó hai người bọn họ đều có ký ức, tiểu hồ ly sợ là thì sẽ lập tức lựa chọn Khương Tô Nhu. Khương Tô Nhu thế nhưng là trong lòng yêu thương tiểu gia hỏa này. Tiểu hồ ly thiên chân khả ái lại hoạt bát linh động, người nào gặp không thích à? Không có chuyện gì, yên tâm đi, nhiều lắm là mệt mỏi chút, cho nó điểm linh thạch ăn là được rồi. Ngươi tuyệt không thương nó. Khương Tô Nhu bất mãn trợn nhìn Hàn Phong liếc một chút, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Tiểu hồ ly ra sức hút lấy cái kia một khối không gian toái phiến, cái kia toái phiến dần dần thu nhỏ, lại khoảng cách nó càng ngày càng gần. Lúc này, đoá đoá đi tới, đối lâm triệt nói rất chân thành lâm triệt lâm triệt ta mới nhớ tới ngươi để cho ta giới thiệu tốt khuê mật vị này là đại tiểu thư cũng là ta tốt khuê mật chúng ta thường xuyên cùng một chỗ chơi còn có tiểu hồ ly đáng yêu nhất chúng ta đều là hảo bằng hữu lâm triệt sạm mặt lại nói ra ngươi còn có hay không cái nào khuê mật không phải hàn phong tức phụ nhi tiểu hồ ly cũng không phải là hàn phong tức phụ à là hàn phong linh sủng hàn phong là ta linh sủng Tiểu hồ ly một bên làm việc vẫn không quên một bên uốn nắn. Lâm Triệt im lặng nói, "Ta còn không đến mức đối một con hồ ly cảm thấy hứng thú, ngươi có hay không cái nào khuê mật, còn không có bị Hàn Phong chiếm lấy?" "Có ha, khi Hàn tỷ tỷ còn không có đâu, như nàng tính khí không tốt, mà lại đã có người trong lòng. Có hay không độc thân?" "Ừ." Tiểu Đoá Đoá suy tư, cái kia cho Lâm Triệt giới thiệu cái gì đối tượng tốt đâu. Nàng chính là như vậy một cái thiện lương lòng nhiệt tình lại là trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau tiểu hồ ly mới rốt cục đem cái kia mảnh toái phiến cho nuốt vào trong bụng sau đó thở hồng hộc ghé vào hàn phong trên cánh tay le lưỡi một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng buồn nôn chết rồi tại sao muốn để cho ta nuốt không gian loại vật này bên trong còn có quỷ dị ô nhiễm khó ăn chết rồi tiểu hồ ly phàn nàn nói đừng có gấp điểm ấy ô nhiễm đối ngươi nguy hại không lớn lại nuốt một khối anh 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 cái rắm bọn hắn tại tần lang chỉ huy dưới lại tiến về xuống một miếng toái phiến sau đó bắt đầu hút tiểu đoá đoá bỗng nhiên một mặt hưng phấn chạy tới tay nhỏ còn lôi kéo tiểu lộc nữ lâm triệt lâm triệt ta nhớ ra rồi tiểu lộc nữ cũng là ta hảo bằng hữu tiểu lộc nữ một mặt mộng bức không biết muốn làm gì lâm triệt sắp bị thiên chân khả ái tiểu đoá đoá làm cho hỏng mất đoá đoá cô nương à nếu như điều kiện cho phép ta nói là ta càng muốn tìm một người có thể sao tốt nhất là nhân ngư lúc này thời điểm ngươi trước hết đừng có gấp chờ ngày nào có rảnh rỗi ta đi chung với ngươi nhân ngư tộc một chuyến thế nào tốt lắm tốt lắm chúng ta nhân ngư tộc nhiệt tình nhất hiếu khách đoá đoá vui vẻ nói ra lâm triệt oán thầm nói nhiệt tình cái rắm à chúng ta lần nào đi không phải là bị người đánh ra tới tiểu hồ ly bên này đã bắt đầu ra bên ngoài nôn bạch khí chuẩn bị đem dưới chân cái này một mảnh toái phiến nuốt mất bỗng nhiên lâm triệt bên người bất ngờ thêm ra tới một bóng người nói cho đạo gia, ngươi muốn đi đâu à, ngươi lớn nhất muốn đi chỗ nào à. Ha 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 ha. Lâm triệt quá sợ hãi, thì muốn xuất thủ, tần lang một thanh kéo qua hắn, đem hắn cho giật trở về. Không nên ra tay, ngươi vừa ra tay nó thì đem chúng ta đưa đến nhân ngư tộc đi. Tần lang sắc mặt nghiêm túc nói. Hàn Phong vội vàng hướng tiểu hồ ly nói ra, không cần nuốt, quỷ dị tới. Mọi người lập tức cách cái kia quỷ dị xa xa. Chỉ thấy cái kia điên đạo sĩ vẫn như cũ là điên cuồng cười lớn, hoa chân mùa tay đạo ra ta thành ta là không gian chi thần ta là không gian chi thần a a a không cho phép thương tổn ta không gian phun ra phun ra tần lang vỗ chữ vật túi lấy ra hai thanh đao ném cho ngao thần một thanh nói ra bạch long dùng không gian chi đạo đến điều động thanh này vũ khí đến cắt chém nó không gian chung quanh nhanh ngao thần nghe vậy lập tức gật đầu cùng tần lang cùng một chỗ xông tới bọn hắn đi tới quỷ dị cách đó không xa sau đó kích hoạt lên cái kia thanh kỳ quái đao một đao đâm vào trong hư không, trong hư không mắt trần có thể thấy bị đâm ra một vết nứt màu đen. Bọn hắn trong tay đao cực tốc run rẩy, phát ra ông ông tiếng vang, cực kỳ sắc bén nhanh chóng cắt không gian. Quân Sán thấy thế kinh hãi nói: "Đây là cái gì pháp bảo, lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả không gian đều có thể dễ như trở bàn tay mổ ra." Hồ Du Tử bình chân như vại sờ lên cằm, ra vẻ cao thâm nói: "Ngươi không hiểu đi, cái này gọi ra Không Thần đao, chính là phi thường pháp bảo lợi hại." tại tiên nhân pháp bảo bên trong đều là phi thường lợi hại đắt đỏ. Lâm Triệt liếc mắt liếc nhìn hai người bọn hắn, nói rất chân thành, cái này gọi cao tần phân tử không gian cắt chém nhận. Cái? Cái gì nhận? Cao tần, phân tử không gian, cắt chém, nhận là một loại huỳnh hoặc tinh khoa học kỹ thuật vũ khí, thông qua chấn động cao tần đem không gian hạt thẩm thấu nhập không gian bên trong, đem không gian căng ra đạt tới tách rời không gian mục đích, không phải cái gì pháp bảo, nhưng là rất đắt. Lấy tần lang thân ra, táng ra bại sản mới mua cái này hai thanh đao. Các ngươi cầm lấy cũng có thể cắt chém không gian, nhưng là tu vi càng cao, tốt nhất là cũng cầm giữ có không gian thiên phú, dạng này cắt chém sẽ nhanh hơn. Hả? Thì ra là thế. Quân sán cùng hồ du tử cùng nhau gật đầu. Kỳ thật Hàn Phong cũng không hiểu những thứ này, nhưng là hắn không hỏi, không hỏi thì không mất mặt. Nơi xa, Ngao Thần cùng Tần Lang rất nhanh liền đem sáu cái mặt không gian cho cắt đi ra. Bên trong vùng không gian kia, không hư tử còn đang không ngừng hoa chân múa tay lấy mà nguyên bản bị cắt chém đi ra cái kia phiến địa phương sau đó để liễu không động bên trong là lưu chuyển không gian phong bạo cái kia một vùng không gian bị tần lang thận trọng nắm đi ra sau đó nhìn về phía ngao thần hai người đồng thời gật đầu sau đó đem trong tay lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên bổ về phía cái kia một mảnh bị cắt chém không gian trong chốc lát một mảng lớn lộn lộ xộn cùng bạo phong bạo xuất hiện ở cái kia một vùng không gian bên trong rào sát hướng về phía cái kia quỷ dị các ngươi đây là đang làm gì? Mọi người sau lưng truyền đến thanh âm, Hàn Phong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mình đầy thương tích cam dao, mang theo Vệ Phong cùng Kỳ An bay tới. Không đợi Hàn Phong chào hỏi, một bên khác Tần Lang liền hô lớn, "Không tốt." Chỉ thấy cái kia một vùng không gian bị bọn hắn tư diệt vỡ nát, thậm chí tạo thành không gian phong bạo. Có thể cái kia quỷ dị vẫn là một chút sự tình đều không có, căn bản đều không công kích đến hắn. Hắc hắc hắc, ha ha ha. Không hư tử cười quái dị, vung tay lên, mọi người toàn bộ bay đi tiến vào không gian loạn lưu bên trong không cách nào chống cự lung tung bay ra ngoài một giây sau mọi người liền từ không gian thông đạo đi ra tiến vào một mảnh trong nước biển bọn hắn là tại đáy biển mọi người hướng về nhìn bốn phía chỉ thấy chung quanh tràn đầy tinh xảo kiến trúc mỗi một cái trên tường cùng trên nóc nhà đều có một cái đầu lớn dạ minh châu đem đáy biển chiếu sáng giống như ban ngày người nào nơi xa bỗng nhiên bơi tới một đám người cá nam nữ đều có tay cầm vũ khí nhắm ngay bọn hắn. Lâm Triệt ánh mắt đều sáng lên, ngụm nước đều muốn lưu lại. Cái này, nhiều như vậy mỹ nhân ngư. Đoá đoá lung lay đuôi cá đi qua, đối những nhân ngư kia nói ra, đại gia đừng sợ, không nên động thủ, bọn hắn đều là bằng hữu. A, à, là thánh nữ Đoá Đoá. Nhân ngư tộc các tộc nhân nhìn đến Đoá Đoá về sau, ào ào buông vũ khí xuống. Sau đó, một cái nhìn lấy lớn tuổi một chút nữ nhân cá bơi tới, Hàn Phong tại u ảnh hành lang thời điểm, tại đoá đoá huyễn cảnh bên trong nhìn thấy qua nàng, đó là đoá đoá mẫu thân. Đoá đoá nhìn đến mẫu thân về sau, vô cùng vui vẻ, một thanh bổ nhào qua, bổ nhào vào mẫu thân trong ngực làm nũng nói. Mẫu thân mẫu thân, đoá đoá rất nhớ ngươi nha rất nhớ ngươi, đoá đoá đã nhiều năm không có gặp ngươi. Đoá đoá mẫu thân nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, hỏi, ngươi không phải cùng hải thần cùng đi thiên tinh đại lục chơi sao, làm sao đột nhiên trở về nhà. Chúng ta tại đánh quỷ dị đâu, mẫu thân, cái kia quỷ dị có thể lợi hại có thể lợi hại có thể đem người tùy cơ truyền tống đến các cái địa phương đi tiểu đoá đoá vui vẻ hướng mình mẫu thân khoe khoang chính mình đi qua địa phương chúng ta đi lưu đầy chi địa đi vong linh quốc độ còn đi trong tinh vực đâu lần này lại bị truyền đưa đến nhân ngư tộc hắc hắc không cẩn thận về nhà a à, là hư không loại quỷ dị sao đoá đoá mẫu thân nhíu mày nói ra ngươi một đứa bé nhà đi đánh cái gì quỷ dị nha đi cùng ta về nhà ai nha ai nha ta không quay về, ta đã lớn lên, muốn làm mình thích sự tình. Ngươi nhìn, ta có nhiều như vậy hảo bằng hữu bọn hắn đều là ta tốt đồng bọn, chúng ta muốn cùng một chỗ vượt qua khó khăn, nên đón khiêu chiến. Nói dứt lời, đoá đoá buông lỏng ra mẫu thân, chỉ chỉ biển nước bên trong cái kia vòng xoáy, nói ra, cái lối đi này lập tức liền phải biến mất, chúng ta muốn đi. Vậy ngươi nói cho ta biết cái kia quỷ dị ở đâu, trong tộc có thể phái cường giả đi tiêu diệt quỷ dị trong tộc cường giả không phải đều đang bế quan sao vẫn là không phiền toái chúng ta đã tìm được thu thập quỷ dị biện pháp đoá đoá nở nụ cười xinh đẹp đoá đoá mẫu thân nhìn về phía mọi người ánh mắt ngừng lưu tại hàn phong trên thân cái kia xem kỹ ánh mắt trong nháy mắt biến đến phức tạp có nghi hoặc chấn kinh nhớ lại cùng hoảng hốt đúng vậy cũng là nhớ lại bởi vì trong ấn tượng của nàng hàn phong đã chết táng thân tại quỷ dị trong miệng hàn phong cười một tiếng truyền âm nói a di yên tâm ta sẽ bảo hộ hảo đoá đoá. Ngươi tại sao lại phục sinh? Đừng có lại để cho nàng mất trí nhớ, hài tử. Đoá đoá nhận biết mẫu thân truyền âm nói. Lúc này, trong nước biển thông đạo nhanh phải biến mất, mọi người lập tức hướng về phía trên bay đi. Hàn Phong chỉ tới kịp hồi phục một câu minh bạch, mọi người liền biến mất ở bên trong. Đoá đoá mẫu thân rằng giặc thở dài, nói ra, ai, ta nữ nhi mệnh à, thì đập tại nam nhân này trên thân sao. Một bên một cái nhân ngư hỏi, trưởng lão, chúng ta vì cái gì không đi theo đám bọn hắn tiến vào thông đạo, đi tiêu diệt quỷ dị đâu. Ừm, đây không phải là bọn hắn chuyên trúc thông đạo đâu. Ừm, không biết à. Nhanh cha, cha thiên tinh bên kia hiện tại có phải hay không có quỷ dị xuất hiện. Mọi người theo không gian thông đạo, về tới quỷ dị toái phiến khu vực bên trong, rơi xuống một mảnh toái phiến phía trên. Tần lang thở dài, cắn răng nói ra, đáng giận, lại để cho cái kia quỷ dị trốn thoát, bất quá bây giờ cũng xác định, cái kia quỷ dị xác thực không phải cùng chúng ta tại cùng một cái không gian bên trong. Không có chuyện gì, cam giao tới, chúng ta có thể cho nàng giúp đỡ tìm tới quỷ dị. Hàn Phong nói dứt lời về sau, vừa nhìn về phía vết thương chồng chất cam giao cùng vệ phong, hỏi, cam giao, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Cam giao nhanh chóng nói ra, ta không có tìm các ngươi, chúng ta là tìm được quỷ dị, theo phương hướng tới. Mà một bên khác, vệ phong cũng nhìn thấy lâm triệt. Lâm triệt, tiểu tử ngươi sao lại tới đây, vừa mới vội vàng cũng không nhận ra người tới. Vệ Phong cười ha ha lấy, đi qua cho Lâm Triệt một cái to lớn gấu ôm. Ha ha ha, lão tử đã sớm tới, đều tới hai tháng, vẫn luôn đang tìm các ngươi đâu. Hàn Phong tiểu tử này còn chưa tin ta biết hắn, tiểu tử ngươi lúc ấy muốn là tại liền tốt. Ha ha, chúng ta thiết tam giác lại tụ lại, thế nhưng là thiếu chủ không nhớ rõ sự tình trước kia. Vệ Phong cười khổ một tiếng, nhưng chợt lại cười mở cười.